Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 26 tháng 1 năm 2018. Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị chiếc giường vòm bằng gỗ vụ, kích thước 1m8 x 2m, hàng VIP, được đồ gỗ Thành Luân tôi làm theo đơn đặt hàng của chú Bàn. Chú ở phố Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Và hôm trước chúng tôi cũng đã bàn giao rất nhiều các số sản phẩm cho gia đình nhà chú Bàn. Ngày hôm nay tiếp tục là chiếc giường vòm bằng gỗ vụ, hàng thửa và các cái ván cái vai giường này đấy hả, có chữ mắc độ đấy, hỏi anh đấy, hỏi anh Luyến ấy, anh Luyến bợ bốc đây. Đây chiếc giường vòm gỗ vụ, kích thước 1m8 x 2m, hàng thửa đẳng cấp luôn, quá đẳng cấp. Được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là ánh màu theo yêu cầu của gia đình nhà chú Bàn. Nếu quý khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Thành Luân chúng tôi chuyên nhận đặt theo yêu cầu về mẫu mã kích thước của loại gỗ. Có chưa anh Luyến, chở chưa? Móc độ ghi là móc độ mấy cả. Mấy lại cả một cái đôn vừa xong. Vừa xong thiếu một cái đôn nữa nhá. Thiếu một cái đôn. Thiếu một đôn của bộ cua góc 6 phân. Các vị đang thấy trên màn hình đây. Rất đẹp, đồ gỗ Thành Luân tôi là hoàn thiện đẳng cấp và đỉnh cao. Và không những cái sản phẩm của chú Bàn, một còn một bộ sản phẩm nữa của hàng xóm nhà chú Bàn, đó là gia đình nhà bác Thu, bác đặt đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Một bộ bàn ghế Minh Phúc Triện bằng gỗ cẩm lai của Nam Phi, cột 12 gồm 10 món cộng với lại một chiếc tủ kệ TV, được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đang hoàn thiện trong phần cuối cùng để bàn giao cùng chuyến xe cho này chú Bàn. Và ngoài bộ bàn ghế này ra thì vẫn còn một khách hàng nữa cũng là hàng xóm nhà chú Bàn, đó, một chiếc bàn thờ gỗ mít. Cái này thêm cái đôn đúng không, thêm cái đôn nữa nhá. Đây, okay. Đang trên này đây. Đây là của nhà gia đình chú Hoạt, hàng xóm nhà chú Bàn và nhà bác Thu ở phố Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Và đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách. Hôm nay chúng tôi đi rất nhiều chuyến xe. Đây, kia là một xe chúng tôi chuẩn bị bốc hàng lên, và đây một xe nữa. Hôm nay chúng tôi phải đi 3 chuyến xe để bốc hàng đi khắp mọi miền của Tổ quốc. Rất nhiều. Đây, một xe này, hai xe này, ba xe này. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào mọi người, các chồng chúng video clip sau.